Những năm gần đây, có thể thấy gu vui chơi của các bạn trẻ đã dần thay đổi. Thay vì chỉ xoay quanh các hoạt động quen thuộc như xem phim, mua sắm, cà phê, thì giới trẻ còn dành nhiều thời gian cho việc thưởng thức nghệ thuật. Từ các phòng tranh, phòng triển lãm, cho đến khu nghệ thuật đương đại, liên tục mở với nhiều hoạt động thú vị cho giới trẻ thỏa sức khám phá. Nếu như triển lãm thông thường sẽ treo các tác phẩm lên tường hoặc sử dụng các ứng dụng công nghệ hiện đại trình chiếu để người xem thưởng lãm, thì thủy chiều cảm xúc là chuỗi tác phẩm khá độc đáo. Bằng nghệ thuật sắp đặt tác giả đã sử dụng mạng lưới chỉ đỏ chằng chịt liên kết với nhau trên những con thuyền cũ. Điểm đặc biệt trong triển lãm lần này là cả khoảng không gian rộng đều được kết nối bằng sợi chỉ đỏ ấy, chứ không hề tách biệt. Đây cũng chính là nét tiêu biểu thực hành nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của Chiharu Shiota. Triển lãm mở cửa từ ngày 4 tháng 10 đến hết 30 tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom VCCA B1R3 Vincom Megamo Royal City 72A Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội trong khuôn khổ triển lãm vcca sẽ tổ chức các sự kiện giáo dục nghệ thuật phong phú nhằm giúp khán giả hiểu hơn về các tác phẩm cũng như thực hành của nghệ sĩ chiharu siyota